Chị cho xem. Rồi, thì Nguyên chào chị nhé. Dạ. Thật sự là các chị mặc mấy áo dài này, Thành Nguyên thấy đẹp quá. Cảm ơn em. Thành Nguyên rất là khuyến khích và rất là hoan nghênh, đặc biệt là các chị. Khi mà mình đến đây, mình cố gắng mặc những cái áo dài truyền thống của Việt Nam mình ấy. Đó là một cái nét mà tôn vinh cái nét văn hóa của Việt Nam mình. Thành Nguyên rất là thích. Dạ, chị cảm ơn nhiều. Dạ, ngày hôm nay chị đến từ đâu hả chị hả? Chị đến từ thành phố Hồ Chí Minh em ạ. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Chắc là chị ngồi lên lên đây cho em chút xíu nữa nha, đúng rồi. Xích lên này. Rồi, xích lên xíu nha, rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi, hôm nay chị đồng hành cùng ai không? Hôm nay chị đồng hành cùng với cả người thân. Vậy là có người đi cùng chị ha? Đúng. Dạ. Em thấy chị giọng giống như người miền Trung. Chị gốc Nam Đàn em ạ. Gốc Nam Đàn, Nghệ An à? Đúng rồi. Quê Bác à? Ồ. Như vậy rồi chị đi về Sài Gòn lập nghiệp lâu chưa? Chị cũng đi khá lâu rồi. Bây giờ là chị sinh sống và làm việc ở đó luôn? Đúng, chị sinh sống làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy ha. Công việc của chị là máy công nghiệp. May. Dạ. Rồi với sự nghiêm túc của mình với chặng đường khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho chị thật là nhiều may mắn ha chị ha. Rồi, chị cảm ơn em. Dạ. Rồi bây giờ chị giới thiệu về bản thân, họ tên, tuổi rồi là tình trạng hôn nhân giùm em. Chị xin tự giới thiệu, tên chị là Đỗ Hồng An. Yeah. Sinh năm 1975, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của chị là máy công nghiệp. Chị Đỗ Hồng An. Đúng rồi. 1975. 75 là năm nay 49. 49 nhỉ. Mà nhìn chị khá trẻ đấy. Bây giờ mà nói 44, 45 nhiều người tin đấy. Chị cảm ơn em. Có ai nói với chị về không? Chắc là lần đầu tiên chị nghe Thành Nguyên. Lần đầu tiên hả? Không thật. Nhìn chị ngoài còn trẻ hơn cả trên hình đấy. Chị cảm ơn. Thành Nguyên thì Thành Nguyên nói thế thôi. Nhưng mà cũng đừng có chủ quan, bởi vì là tuổi trẻ, cái nhan sắc của mình, cái vóc dáng mình nó không có theo năm tháng, nó không có trường tồn mãi được đâu. Đúng. Một vài năm thì nó cũng sẽ đi xuống nữa, cho nên là mình cố gắng kết nối sớm chừng nào thì cái cơ hội của mình nó lớn chừng đó hả, đúng gì? Tình trạng hôn nhân của chị là như nào? Chị chưa từng lập gia đình em ạ. Chưa từng lập gia đình? Đúng. Ôi giời ơi, gần 50 mùa xuân rồi mà sao chưa lập gia đình ta? Lo ăn lo làm được quên luôn à? Hay sao chị? Thì thật ra thì ai lớn lên mà cũng chẳng có bạn, nhưng chị cũng thế. Nhưng mà ở cái thời điểm đấy thì còn nhiều việc phải lo. Cho nên là cũng không nghĩ nhiều đến bản thân. Thì rồi tuổi xuân nó cũng qua đi. Nó qua đi mà không hay luôn đấy. Cho đến hôm nay thì chị được gặp em ở đây. Thế rồi cũng chưa từng yêu ai à? Có chứ đúng không? Thì lúc trước như lúc nãy chị vừa chia sẻ đấy. Ai lớn lên mới chẳng có bạn. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì mình còn nhiều việc phải lo. Cho nên cũng không nghĩ nhiều đến bản thân. Bạn thì em cứ nghĩ là bạn chơi với nhau bình thường, nhiều khi bạn gái này kia. Không, không. Là bạn trai đúng không? Như vậy rồi mấy lâu nay là chị sống mình hay là ở cùng ai? Chị một mình em ạ. Cũng buồn hả chị ha? Nói thế thôi, buồn thì buồn đôi lúc thôi. Nhưng mà công việc này kia đúng. Em thấy chị mà làm suốt như thế thì không có thời gian dành cho hạnh phúc của mình thì em hiểu rồi. Nhưng mà không sao, đến gặp Thành Nguyên ngày hôm nay thì biết đâu đó đủ duyên đấy nhỉ. Chị cũng may là cũng mong là Thành Nguyên mặt tay kết nối cho chị một cái người bạn đồng hành của chị sau này. Em thì em không biết là có mát tay hay không, nhưng mà khi mà lên chương trình của em á thì mình sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa cái hình ảnh của mình, những cái tâm tư của mình đến với các anh ở mọi miền Tổ quốc. Đúng không ạ, xa gần. Thì qua đó thì cái cơ hội mình nó cũng sẽ lớn hơn. Rồi, ok, ngày hôm nay thì chị Đỗ Hồng An, chị mong muốn tìm cái mảnh ghép của mình như nào? Thì hôm nay đến đấy thì cũng mong muốn là tìm cho mình một cái người bạn đồng hành. Thì, tuổi tác thì chỉ mong là bạn hơn mình từ 7 cho tới bằng chị. Còn về tính cách thì chị có mong muốn 3 điều. Thứ nhất là điềm đạm, thứ hai là chín chắn, và thứ ba nữa là sống phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đấy.
ba điều đó thôi đúng không? Ừ. Dễ. Nói dễ nhưng mà cũng mà cũng khó đúng không? Đúng. Yeah. Em thì nói thì nhiều khi ấy, mình thì mình thấy dễ như thế nhưng mà mình đâu biết được trong cuộc sống của chúng ta có những người được điểm này mất điểm kia, mình cũng không biết hay gì ha. Đúng rồi. Yeah. Nhưng mà dù sao thì mình kết nối với ai đó thì mình cố gắng tìm hiểu kỹ nhé. Đôi khi thì một ai đó kết nối với mình thì người ta nói là người ta có thể đáp ứng được những cái điều đó, nhưng mà mình cũng không biết chừng đó, mình phải tìm hiểu kỹ. Và Thành Nguyên cũng luôn luôn hy vọng và mong muốn rằng các anh các chị khi mà lên đây chúng ta nên chia sẻ những cái gì mà từ đáy lòng mình thật lòng nhất có thể có, mình nói có không có nó cũng có. Đúng. Để sau này về đỡ mất thời gian ở nhau. Chứ bây giờ đến đây thì Thành Nguyên nói thật, ai cũng ít nhất là một lần đổ vỡ, còn nếu không là cũng sẽ rơi vào cái hoàn cảnh giống như chị là chưa từng có ai. Đấy, thì ai cũng có cái nỗi niềm riêng cả, đúng. Cũng vui vẻ gì mà đến đây đâu đúng không ạ? Vui thì đến gặp Thành Nguyên làm gì? Thì sau này mà kết nối được với nhau rồi thì cố gắng bù đắp cho nhau, yêu thương nhau nhiều hơn. Đó là cái thông điệp mà Thành Nguyên muốn nhắn gửi đấy. Chị cũng mong điều đấy xảy ra. Rồi thì cái độ tuổi thì Thành Nguyên nghe rồi. Nhưng mà về xấu đẹp, về điều kiện, về công việc, về giàu nghèo này kia thì chị quan trọng gì nhiều không? Công việc thì chắc chắn là bạn phải có việc làm rồi. Bởi vì cái tuổi này là đang là cái tuổi lao động cho nên mình phải tạo ra giá trị. Chứ còn nếu mà ngồi không thì nó cũng khó coi. Còn về cái phần giao diện bên ngoài thì gọn gàng là được. Giao diện gọn gàng là được đúng không? Đúng. Còn vùng miền ấy thì cũng không quan trọng. Nhưng nếu có bạn nào mà quê ở miền Trung ấy mà có cùng cái văn hóa vùng miền thì càng tốt. Còn không thì ở đâu cũng được, miễn là công chân tốt. Ok. Rồi sau này mà kết nối thành công với một ai đó thì chị tính những hướng tương lai như anh chị như nào? Nếu như mà sau này tìm hiểu mà có một ai đó xem mình là một nửa còn lại thì chị nghĩ là cái việc đấy để hai người tự thảo luận. Thuần ở đâu thì mình phát triển ở đấy. Chị thì có một mình, cho nên cái việc mà di chuyển nó cũng không khó đối với mình. Ở đâu cũng được, miễn là có nhau. Rồi về tính cách của các anh thì chị mong muốn gì nhiều hơn không? Tính cách thì chị chỉ cần là cái người đó nói chung là hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Đúng rồi. Rồi lúc nãy chị nói là về vùng miền cũng không quan trọng đúng không? Đúng. Nhưng mà miền Trung thì càng tốt. Đúng rồi. Để cho cái văn hóa vùng miền nó phù hợp em. Dễ phù hợp hơn ha. Rồi điểm mạnh và điểm yếu của chị An chị chia sẻ thêm cho em nha. Điểm mạnh của chị có lẽ là chị dễ thích nghi với cuộc sống. Có nghĩa là sướng khổ gì thì mình cũng đối diện được. Còn điểm yếu thì có lẽ là chị hơi rụt rè trước đám đông. Nhưng mà hôm nay ngồi trước ống kính này có thấy rung không? Hồi hộp chứ. Hồi hộp hả? Em không nhận ra luôn đấy. Chị biết đến kênh của em thì cũng gọi là một cái duyên đi. Có một người bạn gửi cho chị một cái đường link là kết nối yêu thương của Thành Nguyên. Thì lúc đấy chị cũng thật sự là bận, cũng không vào xem được. Sau đấy một thời gian thì chị mới có thời gian thì vào Phở Bò chị mới search cái từ khóa là kết nối yêu thương của Thành Nguyên. Lúc đấy chị cũng vào xem, thấy kênh của mình nó cũng hay, ý nghĩa và nhân văn. Sau cái buổi hôm đấy thì chị cũng về nói chuyện với lại gia đình để mà liên lạc với Thành Nguyên đăng ký cho chị tham gia cái chương trình hôm nay. Cái lúc nãy em đã hỏi công việc của chị chứ? Chị máy công nghiệp em ạ. Lúc nãy em hỏi rồi đúng không? Đúng rồi. Mình may ha chị ha. Rồi ok, thì em cứ hỏi những cái ý chính như vậy thôi. Còn không biết là chị Hồng An có cái tâm tư nguyện vọng gì nhiều hơn nữa chị về bản thân chị chia sẻ thêm cho em nghe nào. Chị xin nói thêm một xíu. Chị không có cái thói quen nghe máy số lạ. Cho nên qua cái chương trình này
Thì nếu như có bạn nào mà kiểu quý mình ấy, thì mà có xin số để kết nối ấy, thì nhắn cho mình một cái tin, nội dung là giới thiệu tên và cái mã số kết nối cánh Thành Nguyên để cho mình biết và phản hồi lại. Còn cái việc mà không nghe máy số lạ, đấy chỉ là một cái thói quen của cá nhân thôi. Cho nên mọi người cũng vui vẻ, đừng có hiểu lầm, đừng có toxic hay là gạch đá gì. Mong mọi người hoan hỷ. Vâng, mỗi người có một cái quan điểm sống, cũng như là trong công việc của chúng ta đôi khi bận á, thì cũng nhiều khi cũng sợ bị làm phiền, thì cái đó cũng chính đáng thôi. Mọi người muốn kết nối thì mình nhắn tin trước cái, rồi nếu mà có sự phản hồi thì lúc đó mình trò chuyện cũng chẳng mất mát gì. Vui cả đôi bên chứ đâu có ảnh hưởng gì đâu. Rồi ok, Thành Nguyên cứ ghi nhận như vậy. Rồi sau ngày hôm nay anh nào đó mà thấy chị An mà thấy dễ thương dễ mến mà thấy phù hợp thì cứ đến gặp Thành Nguyên là Thành Nguyên sẽ bắt nhịp cầu. Còn nếu không, chị An xem trên kênh của Thành Nguyên có anh nào đó mà chị thấy phù hợp với bản thân mình thì cứ gọi cho Thành Nguyên sau khi mà cái clip của mình phát sóng đó. Rồi Thành Nguyên sẽ gửi số qua là hai anh chị trò chuyện và tìm hiểu nhau xem sao. Chị hơn em. Vâng. Rồi cuối chương trình thì chị An có điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các anh cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của hai chị em mình và điều. Thì thật sự là hôm nay cũng rất là vui khi mà được tham gia cái buổi ghi hình ngày hôm nay. Chị cũng xin chúc cho gia đình Thành Nguyên cũng như ekip chương trình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chúc cho ông bà cô chú đang theo dõi trên kênh một ngày an lành và hạnh phúc. Chị xin hết. Cảm ơn chị rất nhiều. Rồi Thành Nguyên cũng chúc chị thật là nhiều may mắn, thành công cũng như là sớm ý trung nhân mình hồi đáp lại sớm chị ha. Chị cảm ơn em. Chào chị.